Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký nhận cái đồng XAU, một cái đồng token của một cái ví điện tử mới ra nha tất cả anh em. Thì nó đang trong giai đoạn đầu, nó tặng cho tất cả các bạn phí miễn phí, các bạn bỏ đôi 3 phút thời gian ra các bạn đăng ký một cái tài khoản, các bạn để đó đi các bạn. Sau này mà dự án hoàn thành các bạn có thể bán được các bạn. Sau khi nó hoàn thành dự án và nó có thể bán nhiều này nọ đồ, hiện tại nó cho các bạn miễn phí trong vòng thời gian còn lại là chỉ một tháng mười mấy ngày nữa nha các bạn. Các bạn cố gắng đăng ký đi. Đây thì mọi người chỉ được dùng một cái ID nha các bạn. Hai cái ID là các bạn bị lỗi đó. Mỗi một máy đăng ký được một cái tài khoản. Rồi để tham gia dán các bạn click phần link mô tả các bạn. Hiện tại giá trị đồng ITU này dự kiến sẽ làm mỗi một tài khoản sẽ nhận là 44.190 USD nếu sau này mà thành công các bạn. Rồi đầu tiên các bạn đăng click phần link mô tả, các bạn đăng ký email của mình nè. Ủa, cái này cái tài khoản của mình rồi, để mình mở ra các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi tên tài khoản là các bạn tên của mình nè, tên username các bạn nha các bạn. Rồi cái tên username là cái tên đăng nhập, có chữ có số, rồi tên họ, rồi địa chỉ email xác nhận, địa chỉ email, mật khẩu xác nhận, mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn thích vào đây chấp nhận điều kiện, bạn đăng ký rồi bạn vào mail confirm các bạn, nhìn có tài khoản mình đọc ghi vào cho các bạn xem giao diện của nó nha các bạn. Rồi mình đăng nhập nha các bạn chơi nè chút nha các bạn. Rồi mình 1419, nếu bên dưới có lời mời hoặc đăng ký đang chờ xử lý bạn bè của bạn để kiếm thêm phần thưởng đến là 17.676 đồng xu, mời 6 người bạn và thêm xu nữa. Sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 16, là 1 tháng 16 ngày nữa nha các bạn. Hiện tại con này đang bán gì không có gì tên. Xem giờ. Ngày mở cửa ngày 7 tháng 10 năm 2020, trạng thái hoạt động tiền tệ ID người dùng, trạng thái đang chờ chứng minh liên hệ người dùng email chi tiết. Đây thì nó có bộ mặt HFA nè các bạn. Các bạn có việc đăng ký một cái tài khoản bỏ đi đi nha. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mình đã nhận được 44.190 đồng xu sao kỹ ta, bữa hôm mình nhận nhiều lắm rồi ta. Này mình nhận được bao nhiêu đồng xu? Rồi vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Đăng ký bỏ nó đi các bạn.